Nhưng quá khứ Hôm em ngủ em thấy bò em á, bò em xuống cái bò em kêu ông xuống đá hẳn, cái tay bò cầm chổi quét nhà, nhà bò em đẹp, em sắp đi rồi, chứ em ở em sống dơ quá, sống dơ lộn thiên đau quá, em hành hỏi chồng em chị em mọi người quá anh ơi. Mới đây mấy tháng em còn khỏe mạnh, còn đưa con đi chơi chưa có đâu như bây giờ đâu, nhanh quá đúng anh. Em không còn cơ hội đi dẫn con đi chơi nè, xong quần áo mùa hè cho con em như mấy hồi nữa. Bảo nói mẹ ơi đừng mẹ đau miếng không thấy mẹ khỏe rồi mẹ. Mỗi lần nó vô nó ôm em nó hôn, em không nói nên lời. Dạ, xin chào ông bà cô chú anh chị. Mấy hôm nay thì Hải cũng lên Đà Lạt để đưa ba chị em Lợi Hiếu Hằng ha đi làm ở Đà Lạt cả nhà ơi. Thì cũng rất là nhiều cô chú anh chị mấy lâu nay cũng 3-4 ngày nay cũng nhắn tin và gọi điện thoại thăm Hải rất là nhiều, thăm tình hình sức khỏe của bé Hạnh ra sao cả nhà. Dạ thì sáng nay Hải về đây thì Hải cũng đến thăm bé Hạnh một chút ha. Dạ dạ. Đây chị Hai nha. Dẫn chào cô. Trời ơi, sao nó mệt kinh vậy em? Về sáng rồi hả? Dạ. Đi Đà Lạt về. Em có khỏe không? Em mệt. Em mệt quá à. Mệt em đau. Mà tuốt mồ hôi luôn hả? Em sưng mát rồi. Có ăn uống gì được không em? Không đau em ăn ít. Đau em ăn ít. Em yếu quá. Em yếu rồi. Mắt hấp lên thế hả? Mắt hấp hết. Hấp 2 ngày nay. Tối thì đau liên tục, đau từ tay hồi nơi về đây nó trời miết luôn, uống 3 lần thuốc chữa đau mà vẫn đau miết, nó không ngớt, ngớt cứ luôn trời, đau liên tục. Thấy rõ rồi, ngạn quá. Gấp bớt sạch cái mí xuống nha, đừng bắt kịp. Đi mấy ngày hả? Đi mấy ngày? Như còn 3-4 ngày chứ anh. 4 ngày. Cô Lành là lên với Hạnh nè. Giờ biểu con Lành đi mua cho con cái áo đẹp để con mặc, con đi chụp hình với chồng con. Con sắp đi rồi. Cái bữa nay có uống thuốc nam cái gì không anh thấy? Có 2 mai lại ngưng nè. Thì hôm mấy hôm xưa là uống là mấy anh thấy nó húp mắt. Phù mới là hết mắt cái mặt lên là anh nhung lại 2 ngày nay rồi, nhưng mà lấy mà đẹp nên là nó hơn nó ấy thì anh uống thuốc. Mà không biết là do vì mấy hôm trước là cũng uống thuốc tây thuốc ho mua ở bệnh viện đấy nên uống lẫn anh sợ uống hai thứ một lúc là nó không hợp á, nên là anh ngưng một thứ lại. Nên là bây giờ cũng khó hại, nếu không uống thuốc tây thì ho ghê lắm, còn uống thuốc tây thì không uống thuốc lam được, nên là bây giờ phải ví dụ chống như với nhau á. Anh sợ thế đó, thế là anh ngưng lại 2 ngày hôm nay là chỉ uống giảm đau thôi, thế này ho quá thì uống thuốc ho, đêm ho khẩm khạch thì cũng nói chung là cũng đỡ hơn ho hơn mấy ngày trước. Mấy ngày lúc trước khi chưa nhập viện ho nhiều, nhưng mà hôm nay thì cũng đỡ hơn rồi, vì mình điều trị thì cũng không dứt điểm mà kìa, nên là cái phổi thì nó lâu lắm.
Em đau dạ dày. Ừ. Em giọng đau gì đau dạ dày. Ủa giọng đau nhiều quá đau dạ dày. Dạ. Giờ chỉ có thuốc nam đau dạ dày mà cũng mua thuốc tây uống hả? Không uống nữa. Hả? Uống thuốc tây nữa. Thuốc tây là mỏi rồi. À. Hai ngày nay cũng không uống được. Vì anh thấy nó phù vậy kìa. Dạ. Rất mệt. Gì mà nở râu này? Lên nổi chưa? Trời ơi, sao không rõ là còn. Mai còn đỡ đó. Có nhìn thấy anh không? Thấy được mặt con mát. Thấy được mặt con mát. Mày đỡ đấy. Rồi biết ra con mát như nào, nó nghiêng qua mắt anh đó nè. Nó đàn, nó lò, nó nghiêng qua một bên. Thôi mà em ngủ em thấy bò em á. Bò em xuống, bò em kêu con xuống đó hẳn. Cứ thấy bò cầm chuỗi quét nhỏ. Nhỏ bò em đẹp. Em sắp đi rồi. Chứ em ở, em sống dơ quá. Sống dơ lộn tiếng đau quá. Em hành hỏi chồng em, chị em, mọi người quá anh ơi. Okay, em không cố gắng nữa, em làm phiền anh thử á. Trời có gì đâu mà làm phiền anh em. Cố gắng lên con. Nữa giúp em nhiều, nhiều cô chú giúp em nữa. Em giờ em chỉ muốn ngủ một giấc mở thôi. Ok, em ráng lên, ráng lên ở với con còn. Em ráng rồi, em ráng nữa. Con em mở lửa, có nhiều người lo mà anh hả. Anh hả giúp em. Nghe. Em cứ yên tâm chữa bệnh đi còn hết đó, em không có chuyện lo hết ha. Mấy hôm nay em cố lắm rồi. Hơn mấy tháng đi em chưa được một cái giấc ngủ ngô trọn vẹn ấy. Em ngồi đây thì là chổng khu rồi. Sáng gì mới uống thuốc giảm đau chị hả? Chổng thì còn đây nữa, chổng đi từ từ 12 giờ mà chổng nó qua miết còn đây nữa, ngủ được xuống đây thôi. Chổng giảm đau rồi, giảm đau miết rồi, ngáp cái mồ tay. Ngày hôm nay từ sáng giờ cũng chăn chối, cứ như hôm ở quê, cũng như hôm ở quê mà chết đi sống lại. Hôm nay cũng chăn chối y vậy. Từ sáng giờ cứ nói đêm rồi, đi từ đêm giờ cứ nói là chắc em đi em không ở đâu. Tối là hoa lan cứ đang đây chứ không chịu đựng hết nổ rồi hoa lan. Cái thằng thớ con cũng nuối mình thớ đấy, không chịu đựng hết nổ rồi anh thớ rồi. Nó nuối rồi hai chữ nó nuối nuối luôn. Rồi sống cũng hốt, nã mà nã đang hốt. Ai thương yêu em, ai dỗ về em. Ai thương ai vuốt mái tóc em khi em buồn. Nhiều em vào trong đêm, dắt em vào mộng mơ. Trả cho người. Em muốn đi hát nè. Em muốn đi hát rồng như ngày xưa. Sữa của em nó càng lên em trông tới lúc 9-10 giờ đêm về. Bảo sữa của em nó càng lên trông về từ nhỏ. Chợt nạn sữa ra cho con bú. Mà em cũng hạnh phúc không như bây giờ. Bây giờ em, con em nó lớn được một xí em cũng khỏe rồi. Không như ngày xưa con vợ con thơ nữa. Giờ chỉ có cho em học kiếm tiền không. Không khổ như ngày xưa. Mà bây giờ em lại lâm cái bệnh như thế này.
Con không có bệnh nên lại vì em đau đến nỗi vẫn khổ đó. Ngày xưa em chịu khó nộp nuôi con, em vui em hạnh phúc. Có được bây giờ em bệnh như thế này. Thôi Hạnh ơi, em cố gắng lên đi ha. Anh biết là giờ em cũng rất là nhiều tâm trạng. Suy nghĩ nhiều quá à. Suy nghĩ nhiều. Không suy nghĩ sao được anh. Mỗi đời mãi thôi em còn khỏe mạnh, còn đưa con đi chơi nè. Chưa có đâu như bây giờ đâu. Nhanh quá đúng không anh? Em không còn cơ hội đi dẫn con đi chơi nè. Xong quần áo mùa hè cho con em như mấy hồi nữa. Bảo nói mẹ ơi, đừng mẹ đau miếng không thấy mẹ khỏe rồi mẹ. Mỗi lần nó vô nó ôm em nó hôn mà em không nói nên lời. Nó đi học về là nó vô nó thôi mẹ một cái nó mới đi chơi anh ạ. Con đứt ruột mà không cố gắng mỗi ngày mà. Mỗi ngày càng cố gắng thì càng xí sụp đau đớn. Chứ em cũng đâu có suy nghĩ gì nhiều đâu, chỉ biết cố gắng. Thôi, mỗi người sinh ra có mỗi cái số phận này ha. Em sống số đi phận của em quá nặng nề anh ơi. Thân nhỏ bé nhiều bệnh quá, giờ có bệnh đi thì có bệnh kia nữa. Ho thì đỡ, nhưng mà là đau lưng, rồi đau bụng, đỡ đó. Yếu anh đi, đi bước xuống không được nữa. Yếu lắm rồi. Người to không câu không cớ chứ. Nào đâu có nặng nề như em đâu. Cuộc đời em mình tập quyền mà không câu không cớ thì em sẽ không phải thiệt thòi gì cuộc đời này. Em nói vậy đâu được em. Bởi vì mình đâu có biết mình đau đâu đúng không? Trước khi mà gặp anh Thái rồi có hai đứa con, em cũng có một cuộc sống hạnh phúc mà. Em có được chồng thương yêu rồi, ai cũng thương yêu em hết. Nhưng sao em nói chung là bây giờ thôi mình bệnh tình ai biết trước được. Trời kêu ai người dạ em mà. Đúng rồi. Rơi vào ai người chịu thôi. Ừ. Chứ ai muốn được bệnh tình đâu. Không có ai. Giờ cũng có rất là nhiều cái trường hợp mà họ đau ốm mà họ mỗi người cái số phận, chứ còn cũng có những người họ cũng khỏe mạnh, họ cũng giàu có, họ cũng đau xuống họ cũng còn lo hơn em nữa, lo của cải rồi lo này kia rồi. Còn mình thì thôi mình. Em quá đau không một ngày nào em không đau hết anh ơi. Mấy tháng qua rồi em quá đau đớn rồi. Thật sự là bây giờ Hải cũng không biết nói sao á. Rồi giờ cũng giờ em nói gì thì em cứ tâm sự thôi, chứ còn thật sự kiếp người là đời, kiếp sau là đời, biết kiếp này là cứ sau lại chờ kiếp sau. Đừng ở nua con mày rên hót nha. Con đi hát từ nhỏ giờ kiếm sống á. Nuôi gia đình á, nuôi ba, nuôi mẹ, nuôi em đó. Nên là âm nhọt nó ăn sao giờ ơi rồi. Nếu mà con đi về với Phật lấy nó cũng anh cũng sẽ hát hát những bài về cha về mẹ về Phật. Giờ không biết sao
giờ con đừng có suy nghĩ gì hết, thì ai cũng đến cái giờ đó thôi con ơi. Anh đẹp kệ, em cố gắng đi, sống một con ngày nào ngày. Ai cũng phải bệnh hết con nè, không ai không bệnh đâu. Con biết con cũng bệnh rồi, nhưng bệnh con dơ dãn như này sức con chịu thôi. Một người con gái mà phải nói không? Có một cái nghị lực kiên cường của cô ha. Quá kiên cường. Khi gặp như mình thì mình cũng không chịu nổi. Không chịu nổi thật. Em cũng chịu bệnh cả mấy năm trời nữa rồi. Mình có đau, mình mắc ngủ mình có 2-3 đêm mà mình thấy mình chịu không nổi rồi. Hạnh bây giờ thì sự vẫn còn là lý trí mà để nói chuyện với nhau. 3-4 tháng rồi đó. Thật sự con cố gắng niệm Phật. Nó cố gắng niệm Phật đi nha. Kiếp đâu có kiếp sau thì con nó sẽ khỏe mạnh hơn. Được sống lâu hơn. Những ngày hôm nay là cố gắng lắm rồi đấy. Quá cố gắng rồi. Không phải là cố gắng, giờ là quá cố gắng rồi. Mới lại phần nữa mất ngủ nhiều quá nữa. Ngày hôm qua lên hỏi cô ơi, cô ở gì đó, cô có thương con không? Dạ. Thương chứ, thương cô mới lên ra, giờ không thương lên chứ. Dạ. Sáng giờ chiều lên cô đi mua cho con cái áo đẹp nha, con sắp đi rồi. Mà áo thì quá trời đó mà không mặc. Giờ đi mặc, đi mua cái áo vải gôn á, áo đẹp á. Để về đi chụp hình với chồng con. Hồi nhỏ em mặc đồ đẹp miếng à. Ba em đi núi về á, có tiền là ba cho tiền. Ba nuôi Hạnh mua đồ đẹp mẹ đi câu. Ba nuôi ba thương em nhất trên đời luôn. Vì em là cô đỡ con gái mà còn bị tật nữa. Từ nhỏ thì ba em bao giờ đánh em một cái nào hết. Ba tiền khổ nhưng ba ân cái gì ba cho nấy. Ba em thương em như là em thương con em bây giờ anh. Rồi ba cũng bệnh bỏ em đi. Giờ cũng em cũng như rứa đó. Em cũng bệnh bỏ con em đi. Thì thôi, trong gia đình mấy chị em cũng như một mình em chịu tất cả. Hiểu mọi người trong gia đình để khỏe mạnh là được rồi. Em chấp nhận gánh vác tất cả. Cố gắng lên, thôi đừng nói. Để nói. Thôi để con nói. Lúc em chạy lòng. Chạy lòng. Sao nè, không nghe được em nói đâu. Anh của Hạnh ơi. Hạnh. Anh không nghe em ơi đâu anh ơi. Anh ở lên cái Hạnh ơi, anh mang ra sạch cho em nè. Em ép uống nè Hạnh. Không có em đâu. Sữa hạt chị dây náo cho em nè Hạnh. Em uống đi cho khỏe nè Hạnh. Hết tờ em rót uống vô nghe. Mà đâu có thấy Hạnh nữa đâu. Chỉ còn hình ảnh thôi. Mở nó mất rồi thì không có giờ có lại được. Em biết là mất đi rồi thì mở không bao giờ thấy được nhau. Chỉ còn sống ngày nào yêu thương ngày đó mới nhớ. Đừng người ngắn ngủi vô thường. Thương được ngày nào thương. Đừng ơi tranh đua hơn thua lợi lộc gì hết. Tất cả giàu có nghèo đều phải chết hết.
bởi nhiều người thương em, giúp em làm phước cho em. Mọi người họ cũng không có mất đi đâu hết. Họ xin được những cái phước để mang đi sau này. Đúng không anh? Mọi người cũng cảm ơn em rất là nhiều. Những cái chia sẻ của em để mọi người yêu thương nhau hơn đúng không? Em mong mọi người ai cũng được thương yêu nhau, đừng ghét nhau, đừng thù hằn chém giết nhau, đừng làm tổn thương nhau vì đời người vợ. Em thấy ngán ngủi lắm. Muốn gặp nhau đây rồi mơ lại không còn gặp nữa. Giờ em còn nói chuyện đây, một ngày nào đó không còn em nói chuyện nữa. Sáng giờ ăn sáng dai thôi. Anh thì đến đây. Anh một tí nấu lửa nấu xí thì bỏ lại. Anh lấy miếng. Mấy ngày nay là anh thích. Nỗi lòng em ai có thấu, anh đừng nên trách em làm gì, vì đời em chưa hiểu, đã chưa xong em biết phải làm sao. Đôi em đôi vai còn nặng gánh với gia đình, làm sao em yên tâm mà ra đi. Có lòng em ai có thương, đêm từng đêm nước mắt em chảy dài, vì cuộc đời qua nhiều cái đắng, dồn dập cho em làm sao chống chọi với đời. Ôi cuộc đời này là dấu mẹ, cuộc sống này là những thương đau, là những giọt nước mắt đến dưới cuộc đời tôi. Niềm đau thì nhiều, nước mắt thì nhiều, niềm vui thì chưa trọn dưới chồng con. Chỉ ước ao được bên chồng con, chỉ ước ao được nhìn con lớn mỗi ngày. Mỗi năm trôi qua con đều khoe với mẹ, mẹ ơi con học được bèn khen, mẹ ơi con học giỏi mẹ ơi. Nhìn con lớn mỗi ngày là điều hạnh phúc biết chừng nào, nhưng số phận không may, dồn dập xuống cuộc đời này, em biết phải làm sao. Gương sống qua ngày để nhìn thấy con, chiều con đi học về, thưa mẹ con học về mẹ ơi. Sáng ra nhìn hai con cắp sách đến trường, thưa mẹ con đi học mẹ nghe. Ngày 8 tháng 3 con vẽ những hoa hồng, đem về tặng mẹ. Những dòng chữ con viết là: mẹ ơi, con mong mẹ sống được với con 100 tuổi, mẹ luôn khỏe mạnh bình an. Mà giờ đây nguyện ước không thành, mẹ chỉ mong được vài năm nữa thôi, bên bảo bên anh. Nhưng mà không thành rồi con ơi, nỗi đau này như két ruột két gan, ấp
Thấy con hiểu được không? Mẹ nghẹn ngào mà không nói nên câu. Trời ơi, con không trách chi ông trời, trách cho cuộc đời của con. Sinh ra cái số lỗi giờ, nên bây giờ các chịu mà thôi. Đây là bài hát em tự mẹ làm. Thật ra cả lương á của mẹ con này. Thật ra cả lương này. Thích nhật nhật miền tai dân ca này. Em yêu nhạc. Nhờ nhạc mới xong. Thôi em ngơi đi, em nghỉ ngơi đi nha. Lúc để em chạy làm thì cũng thoải mái rồi em. Dạ dạ. Lúc cỡ làm mít không đi ra ngoài được mà. Đúng rồi. Không nói chuyện được cũng buồn tủi. Dạ. Hạnh thì dùng những cái lời ca tiếng hát từ cái lúc mà 14, 15 tuổi cả nhà để mà nuôi sống gia đình. Nên là mới lúc nào hát là cô lành như mẹ hiền mà. Dạ. Mới vừa hát xong. Dạ. Rồi em cố gắng đi chứ trừ thiệt anh cũng không biết nói gì, anh nghẹn lời luôn. Trải lòng. Trải lòng ra nói chuyện cho nó thoải mái. Nó cũng buồn tủi. Dạ. Như là giờ nghĩ buồn tủi nhiều ấy. Dạ. Ai mà không nói. Trải lòng. Thì làm sao mà mình giờ mà bao nhiêu hạnh phúc, công sức bỏ rơi dung đáp, khổ sở đến lúc chồng có con không lâu thì lại ra đi một cách đau đớn. Khổ từ bấy giờ cũng ngồi chia sẻ một chút ở nhà vậy chứ. Chương trình kết thúc video tại đây.